Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợ nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tìm tổng, chính là phép cộng đó các bạn, của các số có hai chữ số chia hết cho 3. Thì bước đầu tiên mình nói sơ qua về số có hai chữ số trước, ví dụ như 12. Thì đây gọi là số có hai chữ số. Cách một là các bạn đếm giúp mình. Thì các bạn đếm từ tay phải sang tay trái nha các bạn. Từ tay phải sang tay trái, 1, 2. Cách 2 đó là các bạn dựa vào số hàng của nó. Khi cũng từ tay phải sang tay trái, thì số 2 thuộc hàng đơn vị. Số 1 thuộc hàng chục. Vậy số có hai chữ số phải đảm bảo thuộc hàng đơn vị và hàng chục. Ok chưa? Tiếp theo mình nói về dấu hiệu chia hết cho ba. Thì để chia hết cho ba, mình lấy ví dụ đây, ví dụ số trên luôn, ví dụ 10, 12. Thì các bạn lấy hàng đơn vị nè cộng hàng chục lại, chỉ là 1 + 2 bằng 3. Thì 3 chia 3 được mấy ạ? Các bạn nhẩm bảng của chương nhân 3 lên, 3 x 1 bằng 3. Vậy 3 chia 3 bằng 1. Được chưa? Vậy chia hết, được chưa? Vậy số 12 chia hết cho 3. Vậy muốn chia hết cho 3, ta lấy tổng tất cả các hàng cộng lại. Nếu chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3. Ok chưa? Ta lấy tất cả các hàng cộng lại rồi chia cho 3. Nếu chia hết cho 3 thì số lúc đầu chia hết cho 3. Rồi. Vậy các số có hai chữ số chia hết cho 3, thì cái bài này mình dùng phương pháp nha. Phương pháp liệt kê. Phương pháp liệt kê. Đây là phương pháp đơn giản nhất mà các bạn có thể làm được bài này, được chưa? Thì số hai chữ số bắt nguồn từ số 10. Nhưng mà số 10 thì các bạn, mình ghi số 10 trên này, số 10 thì có chia hết cho ba mà. 1 + 0 = 1. 1 không chia hết cho 3. Cái dấu 3 chấm gạch ngang này là không chia hết nha các bạn. Vậy số 10 không được, số 10, 11 cũng không được. Vậy số 10, 12 chia được. Tiếp theo mình 10, 15. Và các bạn để ý nè, từ số 12 lên 15 các bạn cộng mấy ạ? Cộng 3. Tương tự vậy, các bạn lấy 15 cộng 3, chắc chắn số đó sẽ chia hết cho 3 mà không bị sót số. Vậy có 18 nè, được chưa? Tới tiếp tục cộng 3, 21 nè. Cộng 3 vào, 102 thì qua số 3 chữ số rồi hết. Vậy số có hai chữ số bắt nguồn từ số 12 nè đến 99 nè, thỏa mãn đề bài là chia hết cho 3. Tới đây thì các bạn kiểm tra lại một lần nữa đi, được chưa? Rồi, tới đây thì các bạn chỉ lấy hết tất cả các số này cộng lại thì để cộng cho nó nhanh. Cộng lại để cộng cho nó nhanh thì các bạn nên dùng
phương pháp tính nhẩm. Tính nhẩm là sao ạ? Các bạn đem những cái số nào cộng lại ra số đẹp. Ví dụ nha, thì ta thấy 12 nè, thì số 2 hàng đơn vị nè cộng với 18 là ok nè, ra 30. Tiếp tục như vậy, 15 thì cộng với 45 nè, 45, được chưa? Ra 60 nè. Cứ tiếp tục như vậy, các bạn sẽ cộng ra kết quả giúp mình. Rồi, các bạn hãy điền kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.